xin kính chào các anh nhé đấy, hôm nay thì em lại có một bài test muốn gửi đến các anh đấy, như các anh thấy em vừa lên nửa cho chiếc bật lửa này đấy, ngọn nửa khá là đều phải không ạ đấy, gió thổi không tắt nhé đấy, ok nhé được chưa em sẽ nắp chặt nó vào này đấy, nắp chặt nó vào này sau đó em đây có một bát nước này nước thật các anh nhé nước thật này mình thả nó vào được chưa bây giờ mình sẽ ngâm nó trong nước và thử nôi ra xem là sản phẩm còn được lên nửa nữa không nhá? đây là nước thật các anh nhá, khá là ok rồi. Bây giờ em sẽ lau qua cái sản phẩm này một chút này. Đó. ok chưa ạ? sẽ lau qua nhá, sẽ lau qua này. đây, và đây là chiếc bật lửa mà em vừa ngâm vào nước xong. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thử xem cái cơ chế của nó còn hoạt động được nữa không nhá? vẫn là ok được chưa ạ như các anh thấy nửa bên lên vẫn rất đều vì sao nó lại có cái cơ chế hoạt động tốt như vậy thì bây giờ mình cùng nhau đi sâu vào cái cấu tạo của nó nhé đây bây giờ em sẽ lấy cái chiếc này đi đầu tiên phải nói tới đó là một chiếc bật lửa của hãng Zoro như các anh thấy ở trên ngoài bên ngoài này nó có cái khắc cái hình chữ Noro một cái hãng bật lửa khá là nổi tiếng ở trên thế giới và sản phẩm thì được cấu tạo thì khá là đơn giản đây ạ một cái lắp vỏ này một cái đựng ruột này và một cái ruột này đấy bây giờ toàn bộ những cái phần này đều được làm từ đồng khối nhá nên là vì sao cái khả năng kín khít của nó lại tốt như vậy thì đó là do cái chất liệu đầu tiên và cũng như là cái thiết kế của nó khá là đơn giản và gọn gàng ok chưa đây là chiếc ruột nhá à, đây là hai phần vỏ nhá à, hai phần vỏ của nó này và tiếp theo đó là một chiếc ruột. Đây, chiếc ruột này thì à, các anh lưu ý giúp em ở trong ruột nó có những hàng chữ Zoro này và những cái hàng chữ tiếp theo đó là sau đó là cái mặt à, giờ sau của nó được khắc một cái logo thương hiệu độc quyền của Zoro. Trên đó thì có địa chỉ trang web đấy chấm zoro này. Ok chưa ạ? Đây là một sản phẩm chính hãng của hãng Zoro nhé. Và lưu ý tiếp theo à, cái buồng chắn gió này 2468 Mỗi bên tám lỗ đủ tiêu chuẩn chắn gió của quốc gia nhé tiêu chuẩn chắn gió luôn theo hãng luôn đúng như Zippo vậy đây là ống đánh đá này ống đánh đá này được chưa ạ để sử dụng thì mình chỉ cần đây là vị trí mình châm xăng được chưa ạ Đấy, vị trí châm xăng nhé và bên này dọc theo đây là một cái đường ống đá này mình có thể vặn ra cái vít này ra để thay đá mỗi khi là hết đá nhé khá là đơn giản cấu tạo của nó khá là đơn giản nên là mang đi sử dụng khá là dễ dàng cũng như các phụ kiện của nó rất dễ tìm mua ở trong những thành phố nhé quá là ok luôn đây là một màu vàng xước đen một màu vàng xước đen nhé vàng xước đen trên đó có trên đó có khắc cái logo logo của chiến binh Zoro nhé các anh có thể lên Google search chiến binh Zoro này đó. tiếp theo đấy là một màu đen titan một màu đen titan một cái màu khá là hiếm ở trong những dòng bật lửa Đấy, vì bởi vì thời gian gần đây khá là nhiều mẫu có màu đen titan này nhưng mà cái nhược điểm của nó là bám vân tay vậy nên anh nào không có màu hôi trộn tay thì à, sử dụng chiếc này thì khá là sang và một mẫu nữa là một mẫu vàng bụi Đấy, có viên hồng vàng bụi viên hồng này Đấy, các anh nhìn này Đấy, có chữ bờ rát nâu sáu nhá bờ rát là, là cái logo của đồng khối đó ok nhá Chiếc tiếp theo là chiếc 7 màu Chiếc 7 màu lấp lánh này Ánh tím nhé Và một chiếc vàng bóng Chiếc vàng bóng trên đó cũng có khác Brad No 6 này Có nhiều cái mẫu nó không có chữ Brad No 6 Nhưng mà nó vẫn có chữ Zoro này Thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều các anh nhé Bởi vì là toàn toàn bộ các sản phẩm này đều được làm từ đồng khối Chất lượng của nó đều là ok hết Không có khác nhau gì cả đây ạ, và chiếc này là chiếc màu vàng chiếc đen, một cái chiếc mà em rất là thích, một cái màu mà em rất là yêu ái. Đấy. Sản phẩm thì đang được bán tại đề va shop với giá thanh lý chỉ 200 000 đồng Đấy, Chỉ 200 000 đồng thôi nhá. Ưu tiên cho anh nào đặt từ hai chiếc trở lên thì sẽ được miễn phí giao hàng. Đấy. hãy để lại ngay số điện thoại dưới cái video clip này hoặc liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại hotline đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh.